mấy khu công nghiệp chế xuất á, nó chở từ một quá kiến tường nữa, công nhân đó đi lên đây làm đông lắm. Xe này có cái bệ tỳ tai sướng các bạn, để cái tai im khỏe. Xe giờ đa số là ở nó trợ lực điện, trợ lực dầu không à, tay lái nó không có như hồi xưa nữa, nó nhẹ lắm, mình chạy chạy một tay thoải mái các bạn ơi. Cầm hai tay ghét mỏi lắm. Mình chạy một tay lát rồi mình đổi qua đổi lại. Bên đây thì nó cũng có cái chỗ thoát ly cửa, nó cũng có cái bệ để mình để tay nữa, sướng. Bệ thì tay này nó cao, còn cái thế hệ trước á, cái đời ít bằng đời 20, 21 rồi đó, cái bệ thì tay nó nhỏ xíu, nằm mút chứ. Này nhóm cái lên, nhóm cái lên. Sao ông này ông không có đọc cho mình nghe? Giờ này sáng là xe buýt nó chở công nhân đi làm, xe đưa đón công nhân nhiều lắm. Lộ số 2 đường nhỏ. Đường nói chung là chạy được thôi chứ không có tốt. Thì ra mình chạy tốc độ vừa phải thôi, chạy nhanh quá nó bồng bềnh xe. Ghét mấy cái xe mà cái xe nhanh hoài không tắt, không biết có quẹo đâu không. Mở xe nhanh chi rồi cái không tắt. Quên. Chả hiểu có quẹo hay có dừng không, chạy phà phà phà. Việt Nam mình đó là đi xe nhiều khi cũng phải bóp kèn các bạn ơi. Nhưng mà mình đừng có bóp quá đâu, thúc người ta quá. Cần thiết thì mình bóp, chứ không bóp kèn là không được đâu. Xe dữ lắm. Kèn báo cho người ta biết chứ để... Đèn xi nhan chớp 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 chả biết. Chả biết quẹo đâu. Bạn thấy mấy cái xe mà ngược chiều mình đó, nó lấn làn nó chạy thì các bạn đừng có sợ. Các bạn mới đừng có sợ, cứ chạy đúng làn của mình đi, rồi tới đó nó nhích vô à. Người nhích miếng các bạn, nó nhích miếng mình nhích miếng là hai xe tránh nhau. Nhiều khi các bạn mới lái thấy xe đối đầu ngược chiều á, chạy nó lấn làn cái mình lo mình né né vô lề phải thì mình vô tình mình ép cái xe Honda. Mình cứ chạy đó, nó cứ lắng vậy mình cứ chạy đi. Tự tới đó rồi nó không ép đó, nó vô một chút mình vô một chút rồi xong. Không có gì đâu mà nhiều khi nó bự hơn thì mình đường nó hẹp thì mình nhường nó một tí. Nhường sao mà mình địa cái kính chiếu hậu là đừng có ép xe Honda nha các bạn. Ép xe Honda nguy hiểm lắm.
thì mình đi trên đường đó các bạn, thì đi tới đâu mình nhớ chuyện gì mình chia sẻ tới đó, chứ còn nó không có một cái chủ đề nào mà rõ ràng hết á. Mình làm mình không có dàn dựng, quay kỷ niệm rồi thôi chứ không có dàn dựng rồi. Có mình là đâu có ai quay cameraman rồi quay cho mình đâu. Xe buýt đổ xuống dữ dằn luôn các bạn thấy không? Đừng có sợ, mình cứ chạy đúng lên mình à. Cái đó là nó tự nó, mình thấy nó lắng quá thì mình đá đèn, mình xin. Chơi á, đi Honda thì nó cũng sướng theo Honda, mà đi xe hơi thì nó cũng sướng theo xe hơi đó. Ngồi xe hơi các bạn thấy không, kính mít máy lạnh rồi mát mẻ, không sợ bụi bặm rồi không sợ mưa gió. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là mình muốn ghé ăn hay là mình vô những cái vùng sâu vùng xa để khám phá đó, thì đi không có được. Còn đi xe Honda, xe máy hay bánh thì tha hồ đi tà ngắm cảnh, cưỡi ngựa xem qua vô những vùng sâu vùng xa, đường hẻm hóc rồi mình đi được hết. Rồi ăn uống thì muốn ăn quán nào tấp vô là cũng dễ. Còn đi xe hơi thì phải chọn những cái quán bự có bãi đậu đó. Chiều buổi sáng cái đường này là xe chở công nhân nó đi nồm nộp luôn, nó chạy lên tới khu gì chỗ Tân Tạo các bạn, nhiều lắm, chỗ Bon Chen đó là một quá kiến tường Long An này là công nhân lên đó mặn nhiều lắm. Sáng đi chiều về xe công nhân đưa rước. Có một bạn ở Kiến Tường luôn các bạn, cũng dẫn đi lên tới Bon Chen làm. Tới giờ có đem xe ngủ dắt cái tới chỗ quen rồi, làm xong tới giờ cái đem xe ngủ dắt về tới nhà. Nó sáng đi chiều về nó vậy. Xe này thì nó có lưu control các bạn, nhiều khi mấy bạn nói là không cần chứ thật ra nó có, nó vẫn hơn mình đi vô những cái đường mà cao tốc hay là những cái đường dẫn á. Như sáng mình vô cái đường dẫn á, mình chỉnh cái lưu control là năm, nó cho mình chạy 60 mà cái đường mười mấy km, mình bấm 58, 59 mình chạy thoải mái. Cái xe nào nó cũng nối đuôi nhau chạy, tốc độ nó đều đều với nhau, dễ lắm. Các bạn thấy cái vô lăng này nè, nó bọt da cho mình, nó đục lỗ nè, thấy không? Mình cầm tay, mình chạy, mình xe, sướng lắm. Còn mắc gì mà gắn thêm cái bao tay bảo vệ vô, nó cộm, chạy nó đâu có sướng. Chạy lâu năm thì nó mòn, kệ nó chứ, xe nó cũng cũ, cũng tàn rồi. Việt Nam mình cứ bảo vệ cái này bảo vệ cái kia thấy mệt quá các bạn ơi. Mình khoái để zin chạy sướng, chạy 5-10 năm nó mòn có bán lại, nó coi đủ thứ hết chứ đâu phải nó coi cái vô lăng có mòn hay không.
chạy mình để ý xe phía trước các bạn, mà thấy cái đèn đỏ nó nhá lên là nó thắng, là mình biết có cái gì là mình thắng theo, ta gọi là đỏ đít á. Nó đang chạy mà nhiều khi khuất tầm nhìn mình thấy nó thắng, là cái xe đèn nó chớp sáng lên là mình biết cái xe nó có bị sự cố, bị chướng ngại vật gì đó, là mình thủ mình thắng theo là ok. Thấy trước đỏ đít là mình cứ đỏ đít theo, hoặc là đang chạy mà khuất tầm nhìn á, cái thấy nó đá nhanh nó quẹo về phải bên lề phải là có thể là trước mặt là có xe hư hay là có cái gì các bạn, thì mình cứ theo đó mình chạy thôi, theo đó mình chạy cẩn thận, tới đó là chú ý quan sát. Nhiều khi nó vượt xe không chừng, nhưng mà nhiều khi người ta làm đường á thì nó phải rẽ vô bên lề phải chạy đó, thì những cái đó là những cái kinh nghiệm bình thường thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng, các bạn chú ý thì ok. Thì chủ yếu là mình chia sẻ những cái tài mới, còn những anh em mà ta lái lụa rồi thì mình không có nói nha. Lái lụa là các bạn chạy hơn mình nữa mà nói gì.